Thân mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế của mình khi trồng cây rau nhút nha các bạn. Khi mình trồng ở trên đất ruộng nha các bạn ha. Thì trồng cây rau nhút này các bạn thì nó thu nhập hàng năm của nó là tầm đâu khoảng là 30 triệu trên 1.000 mét vuông nha các bạn ha. Và cái cách trồng nó cơ bản là nó rất là dễ các bạn. Và cũng không có gì là khó luôn các bạn. Thì mình trồng cái này thì mình phải canh cái mặt nước nha các bạn ha. Thì mình nếu như là đất ruộng các bạn thì bạn phải canh nó phải là trên nửa mét, đào sâu xuống khoảng nửa mét nha các bạn ha. Và các bạn là phải là nuôi những cái con bèo cám các bạn. Thì cái cây rau nhút mình nó mới phát triển tốt được nha các bạn ha. Và đặc biệt là các bạn không nên thả cá và cũng như là nuôi ốc nha các bạn ha. Nó tại sao lại như thế thì ở đây mình xin chia sẻ cho các bạn nè. Thì cái thứ nhất á, là mình nuôi bèo các bạn, là khi ánh nắng mặt trời mà nó rọi xuống cái mặt nước á, thì cái nước mình nó sẽ bốc hơi lên đúng không? Thì bây giờ nếu như có bèo thì nó sẽ không có bốc hơi lên, thì làm cho cái cây rau nhút của mình các bạn thì nó sẽ mềm nha các bạn ha, và nó phát triển tốt ha. Còn nếu như là các bạn mà để và không có nuôi bèo á, thì cũng được á, nhưng mà nó không có phát triển tốt và cái cọng rau nhút của mình nó sẽ bị cứng nha các bạn ha, và các thương lái nó chê đó. Còn đào cái mực nước á, mà nó lên khoảng hơn nửa mét các bạn là có lý do hết các bạn. Là khi á, là mình khi mà mình nước mình nó mình thu hoạch các bạn thì bùn nó sẽ quọn lên các bạn, thành ra nó cái những cái bùn nó sẽ dính vào cái rau nhút á. Khi mà bạn trồng với cái mức độ mà nó cao khoảng hơn nửa mét á thì nó sẽ tốt nha các bạn ha. Nó không có làm cho cái rau nhút mình nó bị giờ đen nha các bạn, nó trắng tinh như thế này luôn nè. Và cách trồng mình chỉ găm vô đất như thế này là nó sống nha các bạn ha. Đó. Để quay cho các bạn xem rồi mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn những thông tin cơ bản ha. Thì ở đây mình đang quay bằng điện thoại các bạn nên nó cũng hơi rung á, các bạn xem thông cảm ha, chủ yếu là mình chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của mình thôi. Đây, ốc thì các bạn là không nên nuôi ha. Mình phải diệt nó hết. Tại vì ốc á, khi mà cá với ốc mà nó ăn bèo nó no rồi đó, thì nó sẽ dứt luôn, nó cạp luôn cái những cây rau nhút của mình nha các bạn ha. Thì trồng này thì khoảng đâu á là 15 ngày các bạn là mình có thể mình thu hoạch các bạn. Ở đây mình lôi lên bờ nè các bạn, là mình thu hoạch luôn nè. Nó xong rồi mình để nó sát gốc nha các bạn ha. Đấy, các bạn xem. Và ở đây mình không có cần phải là tốn nhiều chi phí khi mà mình để mình trồng cái cây rau nhút này các bạn. Này trồng 15 ngày là bắt đầu mình cắt, mình tỉa, mình cắt các bạn. Nó dễ lắm các bạn. Thì một năm như vậy thì bạn có thể là thu hoạch là khoảng là hai mấy lần nha các bạn ha. Mà cái giá rau nhút các bạn thì nó cũng ổn định nữa, nhưng mà cái nguồn thu và cũng như là cái cung cầu á, nó cũng dễ nữa, nó không có khó khăn nữa. Trong nước mình sử dụng rất là nhiều nha các bạn ha. Đặc biệt là cái khu vực Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12 các bạn, là người ta chuyên gia là người ta thâu mua những cái cây rau nhút nha các bạn. Đó, để quay cho các bạn xem tổng quan về cái cách trồng rau nhút nha các bạn ha. Thì cái lưu ý mình lưu ý lại ha, thì mình phải trồng cái này thì mình phải là nuôi bèo nha các bạn ha, nuôi bèo. Và đặc biệt là mình không nên thả cá. Thì có nhiều bạn người ta không biết, khi mà mới trồng các bạn người ta hay nuôi cá lắm các bạn. Người ta nghĩ là mình trồng rau nhút như thế này nè, rồi mình thu hoạch rồi, sẵn là mình nuôi cá rồi mình thu hoạch cá luôn. Nhưng đó là một sai lầm nha các bạn. Ở đây thì mình góp ý thôi chứ mình không có kêu các bạn làm theo ha. Thì ở đây mình nuôi cá các bạn, thì cá nó sẽ ăn luôn cái cây rau nhút của chúng ta đó. Nó ăn những cái xốp là trắng trắng các bạn, nó ăn luôn, nó làm cho cây mình nó chậm phát triển lắm. Đây các bạn, và cái cây rau nhút này thì nó phát triển cực kỳ là nhanh nha các bạn ha, và dễ trồng nữa. Quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn ha. Bạn thấy không, ở đây cây rau nhút của mình các bạn là nó không có bị đen nè, rễ rọc thì nó còn đầy đủ hết. Ốc tuy rằng là còn ốc, nhưng vài bữa nữa thì mình sẽ xịt thì nó sẽ hết nha các bạn nè, rất là tươi tốt nha các bạn. Cái rễ của nó không có bị bám đen luôn, là do mình đã đào cái ruộng nó xuống cái mực nước là đúng chuẩn của nó. Khi mà mình thu hoạch á, nó chỉ quọn đen một lần thôi, nhưng mà mấy bữa sau là nó không có bị bám đen nha các bạn. Nếu như mà bạn để nó sát quá thì nó sẽ bị bám đen,
thương lái chê cho này cực lắm, mình tuốt ra nó cực lắm. Thì đây là một số kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm của mình đó các bạn, chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn nào mà có mà câu hỏi nào á, thì cứ bình luận bên dưới ha. Này ốc nè các bạn, diệt hết, mình không có để được các bạn. Và mình lưu ý các bạn là không nên nuôi nuôi cá nha, mình chỉ nuôi bèo thôi, nuôi nuôi bèo cám nha các bạn ha, không có nuôi những cái bèo tay 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 dâu nữa, chỉ nuôi bèo bèo cám thôi, đặng cho nó cái nhiệt của cái nước các bạn nó cân bằng, ánh nắng mặt trời nó rọi xuống á, nó không có làm cái nước mình nó bốc hơi lên nhiều á, bốc hơi lên nhiều làm cho cái cây mình nó bị cứng. Trồng như thế này thì nó mới giòn thôi các bạn. Mình thấy có nhiều bạn trồng ở dưới sông á thì nó cũng được đó, nhưng mà cái hiệu quả của nó không có bằng trồng ở dưới ruộng nha các bạn ha. Có nhiều người ta nhà gần sông các bạn, người ta trồng á nhưng mà nó không có hiệu quả. Tuy rằng người ta cũng ấy bèo đó nhưng mà nó cũng không có bằng nữa các bạn. Mình phải trồng ở dưới ruộng như này nè, và cái mực nước của nó phải chuẩn. Để quay cho bạn xem ha, để đi tới đi lui nó quay khoảng 2 phút nữa mình sẽ dừng nha các bạn. Đây các bạn vừa thu hoạch hôm qua hôm kia nữa, các bạn nay để bài chạy trên đây luôn nè. Đấy các bạn thấy không? Bèo này thì mình có thể mình kiếm những cái ao các bạn là nó hay có. Bạn bỏ nó vài bữa là nó đặt đè luôn à, đặt mương của các bạn luôn. Đó, ở đây mình cũng nó ở đây thì cây này thì nó chịu cái bóng mát nha các bạn ha. Chịu bóng mát mà nắng nó cũng chịu, nhưng mà nắng cũng 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 vừa thôi. Đó. Ở đây mình trồng cây ở bên ngoài các bạn thì nó cũng che được phần nào các bạn ha. Ánh sáng cũng vừa đủ. Đấy các bạn. Để đi lên trước ha, để quay cho các bạn xem tổng quan nó đầy đủ luôn. Thì bữa cũng có nhiều bạn hỏi á, thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Chứ mình cũng chưa có thời gian nhiều để mình chia sẻ kỹ về cái phần này nữa các bạn. Nhưng mà hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn là cơ bản là nó cũng đã đủ rồi. Còn cái phần mà phân thuốc này nọ thì mình sẽ dành những cái video sau ha. Chứ trong video này á, thì mình không thể nào mình nói hết được, tại vì nó rất là nhiều các bạn. Thì mình nên khuyên các bạn nào mà không có, bạn không biết trồng cái gì á, thì các bạn có thử chơi cái mô hình này ha. Nó cũng nhẹ vốn lắm, nó không có vốn nặng, mà nó lãi một năm là tầm khoảng đâu là 30 triệu á. Mình tính quân bình là khoảng 30 triệu trên 1.000 m² các bạn. Ruộng vậy thì mình cứ sắn thôi, sắn khoảng hơn nửa mét cái mình thả nước vô thôi. Đấy các bạn, đang quay đứng trên lộ mình quay xuống á. Các bạn ha. Rồi thì video quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình ha. Nhớ like và subscribe kênh nha. Rồi mình chào.